Alo, con chào ông ngoại. Con chào bố, con ạ. Vâng. Con gọi về để chào ông, con chuẩn bị con bay ạ. Dạ, con bay về Pháp ạ. Vâng. Vâng. Vâng con ạ. Hôm trước là con gọi về mà con thấy máy của ông chẳng thấy cơ, lúc nào gọi không thấy ông bắt máy. Hôm nay con gọi lại vâng. Đấy. Ông ở nhà có ai đấy? Con nghe tiếng ồn, có ai ở nhà đấy ạ? Dạ. À đấy ạ. Thế. À, con chào ông bà. Để con cho cháu đi vào. Dạ. Dạ vâng, hôm nay là con bay về bên kia, còn mấy hôm trước là con cho cháu đi chơi vài ngày. Vâng. Thế. Ông ở nhà vẫn khỏe chứ ạ? Vâng. Thế bà có nhà không hay là bà đi làm vậy ạ? Vâng. Thế lát nữa ông về ông gửi lời với bà giùm con nhá. Rồi. Con cảm ơn ông ha. Con chuyển chỗ mà. Con... Dạ cháu đây ạ, nhưng mà đến giờ phải lên máy bay rồi, mọi con phải đi ạ. Vâng. Thế con đi đây ông ạ. Dạ vâng, con cho cháu đi đây ông ạ. Vâng, con chào ông ạ. Vâng. Rồi, con chào ông. Ui, 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 ui. Attends moi. Oh.